Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án đến từ NFTmon, Mesavai, Gayverse, Prifine 40.000 USDT mọi người nhé. Sẽ có là 300 người may mắn sẽ chia phôi giải thưởng này. Ở đây dự án này mọi người sẽ dùng mạng Matic nhé. Ok, đầu tiên mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đó mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên cái biểu mẫu glam.io này nhé, cho mình nhé. Đây là một dự án cực kỳ ngon nên anh em đã tham gia dự án, nếu như mọi người may mắn nhận được token thì khá là ok đúng không ạ? Đây mọi người sẽ nhận được là 200 token Matic nhá. Ủa khá là ngon đúng không ạ? Rồi ok, đầu tiên mọi người sẽ vào đây, sau đấy mọi người làm các nhiệm vụ trên biểu mẫu glam.io này. Mọi người đăng nhập tài khoản Gmail cũng như các tài khoản mạng xã hội của mọi người ở đây nhé. Sau đấy follow kênh Twitter là đầu tiên. Ở đây mọi người bấm follow kênh Twitter này, bấm theo dõi Twitter, rồi sau đó quay trở lại, tích vào con tin, rồi retweet là bài đăng. Ở đây bấm OK, sau đó kéo xuống dưới mọi người retweet là bài đăng này cho mình. Ở đây bấm tweet lại, sau đó quay trở lại bấm thao tin, OK quay trở lại. Kéo xuống dưới mọi người bấm vào con tin cho mình. OK. Tiếp tục giao vào kênh Discord rồi. Ở đây bấm chấp nhận lời mời. Ok, sau đấy mọi người chat cho mình thử đây nhá. Rồi, sau đó kéo xong file này. Đã xong, quay trở lại. Tích vào con tin. Mình sẽ giao vào Mon. Nhưng mình chưa verify nhé, mọi người sẽ đợi mình đã, mọi người kiểm tra bên này này, mọi người verify tài khoản cho mình nhé. Biểu tượng đâu ta? Join lại nhé, mọi người join lại cho mình này. Sau đó mọi người nhìn cái biểu tượng này này, chấp nhận là mọi người này, kéo sang phải, có phải biểu tượng không? Tìm đến biểu tượng ấy. Ok, như vậy là mình đã join vào kênh được mọi người nhé. Đây, kênh của mình join xong nhá. Rồi sau đó quay trở lại mọi người con tin cho mình. Rồi tiếp theo join vào kênh Telegram cho mình. Ở đây mọi người join vào kênh Telegram cho mình nhé. Vào đây bấm tham gia kênh. Sau đây chat cho mình một từ. Ok, quay trở lại. Tích vào con tin. Rồi ra vào kênh channel, tiếp tục kênh Telegram, kênh channel Telegram cho mình. Ở đây bấm tham gia kênh này. Sau đó quay trở lại cho mình. Mọi cần ở lại kênh này khoảng 3 giây nhé. Rồi sau đó quay trở lại. Tích vào con tin. Ok. Visit Facebook. Ở đây mọi người mở kênh Facebook lên. Mọi người chỉ cần xem thôi. Mọi người không cần follow đâu. Đấy, hoặc là mọi người có thể follow cho mình nhé. Sau đấy mọi người sẽ quay trở lại cho mình. Tích vào con tin. Rồi. Địa chỉ ví ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví PSC là 1 này, địa chỉ ví Matic Polygon là 2 nhé. Hai địa chỉ này là giống nhau thì mọi người copy cả hai nhé. Mọi người có thể copy địa chỉ ví ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask cho mình nhé. Ok, sau khi vào đây mọi người sao chép địa chỉ ví cho mình. Rồi, sau đó mọi người sẽ gửi vào ví đây cho mình nhé. Ở đây nó sẽ có hai phần là gửi địa chỉ ví Polygon Matic và địa chỉ ví MetaMask PSC. Đấy, mọi người dán cả hai địa chỉ ví vào cho mình. Bởi vì hai địa chỉ này nó mạng nó giống nhau, mạng nó khác nhau nhưng mà địa chỉ ví giống nhau mọi người nhé, nên mọi người yên tâm nhé. Ok, tiếp theo là nhập username Telegram mọi người vào.
Ở đây mọi người sẽ nhập username Telegram của mọi người vào này, bấm một con tin. Ok, subscribe kênh Instagram, mọi người sẽ mở kênh Instagram lên. Ở đây bấm theo dõi kênh Instagram. Ok, sau đấy mọi người sẽ ở lại kênh này khoảng 1 giây nhá, 2 giây, 3 giây gì đấy. Sau đó quay trở lại. À, ở lại khoảng 5 giây mọi người nhá. Rồi quay trở lại cho mình. Tích vào con tin. Ok. Tiếp tục visit kênh YouTube. Ở đây mọi người bấm xem thôi, không cần đăng ký đâu. Đấy, thì mọi người chỉ cần bấm xem thôi nhá. Sau đó quay trở lại luôn. Tích vào continue nhá. À, mọi người cần phải ở lại khoảng 10 giây nhé. Xem khoảng 10 giây sau đó quay trở lại. Rồi quay trở lại cho mình. Tích vào con tin. Ok. Go to alpha một lần. Cái này thì mở lên thôi. Sau đó quay trở lại luôn, bấm con tin. Tức là bán NFT ở trên này đấy, trên kênh OpenShare mọi người nhé. Sau đấy mọi người sẽ có một cái link red, mọi người copy link này đi chia sẻ bạn bè người thân nhé. Cái kênh OpenShare này tức là mọi người nếu như token của mọi người có ấy, mọi người sẽ lên đây, mọi người sẽ bán nó đến cái chợ này, mọi người bán token nhé. Đấy. Rồi ok, sau khi mọi người copy link thì là mọi người thì đi chia sẻ bạn bè và người thân để tham gia dự án này đó là mọi nhé. Và dự án này sẽ có là 300 người may mắn này. Đấy, sẽ nhận được token này. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án nhận được token NFT đến từ mạng Matic Polygon. Cảm ơn mọi người xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.